Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Là một người làm YouTube, mình luôn cố gắng nghiên cứu và học hỏi để tạo nên những video hay, sáng tạo, lành mạnh và có ý nghĩa để chia sẻ với mọi người. Bên cạnh đó, để hưởng ứng phong trào thực hiện chiến dịch chung tay xây dựng một cộng đồng YouTuber Việt Nam văn minh, sáng tạo, lành mạnh với phương châm đẩy lùi video rác, nói không với video bẩn, mình và các YouTuber là người Việt Nam trên toàn thế giới như Việt Nam, Mỹ, Úc Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân, cùng nhau phát triển một cộng đồng YouTuber Việt lành mạnh và bổ ích để khán giả Việt Nam và khán giả trên toàn thế giới thưởng thức. Đến